Kính chào quý vị và các đồng chí. Chuyên mục biên phòng toàn dân của Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế hôm nay là phóng sự đa dạng các hình thức tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19, phản ánh những hoạt động tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 cho bà con nhân dân vùng sâu, vùng xa là một trong những nội dung quan trọng mà Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế đang chỉ đạo các đồn biên phòng tuyến A Lưới triển khai. Hiện nay, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh ngày càng diễn biến phức tạp, kính mời quý vị và các đồng chí theo dõi chương trình. Thưa quý vị và các đồng chí, dịch bệnh COVID-19 đang tác động tiêu cực đến mọi mặt của đời sống trên quy mô toàn cầu và có diễn biến khá phức tạp. Cũng chính bởi vậy, trong thời gian qua, các cấp, các ngành tỉnh Thừa Thiên Huế đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức, qua đó góp phần nâng cao nhận thức giúp người dân chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh. Phóng sự được thực hiện tại địa bàn huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế. Kính thưa toàn thể các đồng chí và bà con nhân dân, thời gian vừa qua, các cơ quan chức năng liên tiếp phát hiện các vụ việc người dân xuất nhập cảnh trái phép bằng nhiều hình thức như lợi dụng đường mòn, sông suối, trộn trong thùng xe, một số đối tượng tổ chức đưa người dân vượt biên trái phép, một số người dân trốn khỏi khu cách ly, một bộ phận nhân dân, trong đó nhân dân khu vực biên giới, chủ quan lơ là trong công tác phòng chống dịch. Thường xuyên xúc họng bằng nước sát khuẩn miệng, không thả nhổ bừa bãi nơi công cộng, tránh tiếp xúc gần với các loại động vật hoang dã. Hàng ngày, khắp các bản làng lại vang lên những kiến thức về vệ sinh, phòng chống dịch COVID-19 từ loa di động của thiếu tá Nguyễn Văn Chi, đồn biên phòng cửa khẩu A Đớt. Vì quá quen thuộc với hình ảnh này, bà con nơi đây thường gọi người lính biên phòng với cái tên thân thương, ông Chi COVID. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế đã đề ra nhiều phương pháp tuyên truyền hiệu quả đến bà con, là người đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch một cách triệt để. Trong đó, việc tuyên truyền bằng loa di động đến từng người dân đang là mô hình đảm bảo công tác phòng chống dịch được sâu rộng, thông suốt. Khẩu trang y tế này là nó có hai mặt, thì gồm có mặt trái và mặt phải. Thì chúng ta đeo cái mặt phải ra bên ngoài. Thì khi đeo khẩu trang này, chúng ta đặt khẩu trang ốp lên kín vùng miệng, bao phủ được, chùm được cả vùng miệng và mũi. Đó. Và khi ta đeo vào là ta sẽ kéo giãn hết cái phần khẩu trang ra cho nó ôm trùm kín vào mặt. Và khi ta đeo vô là ta phải đặt vào mặt, xong ta treo lên, rồi ta kéo cho khẩu trang ôm kín vùng mặt và bóp hai cánh mũi lại để cho khẩu trang nó ôm kín vùng mặt thì con virus nó mới không xâm nhập được vào qua cái kẽ hở xung quanh này. Đấy là cái cách khẩu trang là đeo cơ bản. Không chỉ tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 bằng loa di động, mỗi lần dừng chân ở nhà dân, các anh còn hướng dẫn cho bà con cài đặt phần mềm Bluezone, qua đó giúp người dân có thêm các điều kiện phòng chống dịch xâm nhập vào địa bàn, đồng thời tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Phải nói là trong thời gian vừa rồi thì đối với lực lượng biên phòng rất quan tâm việc phối hợp với địa phương để tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức trách nhiệm trong tác phòng chống dịch bệnh. Thứ hai nữa thì trong điều kiện hiện nay thì lực lượng biên phòng cũng quan tâm việc xây dựng các chốt để chốt chặn, kiểm tra, kiểm soát các công dân mà từ các nước, đặc biệt là từ nước bạn Lào sang để kịp thời xử lý. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu A Đớt đã đến các khu dân cư để tuyên truyền cho bà con để cao cảnh giác, tuyệt đối không thỏa mãn, lơ là, chủ quan khi tình hình dịch bệnh trên thế giới còn diễn biến phức tạp. Bên cạnh đó, các chiến sĩ quân dân y còn tổ chức phun thuốc, khử độc, tiêu trùng các khu vực vệ sinh ngõ xóm. Và đã cùng tuyên truyền để vận động đối với nhân dân về cách là đeo khẩu trang và phát tờ rơi cho nhân dân để biết về phòng chống dịch COVID-19. Từ đầu mùa dịch đến nay thì đơn vị đã tổ
chức 6 chốt chặn phòng chống dịch COVID với hơn 100 cán bộ chiến sĩ đảm nhiệm luân phiên trực 24/24. Mặc dù thời tiết khó khăn, khắc nghiệt, nhưng cán bộ chiến sĩ luôn quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Đối với các chiến sĩ đồn biên phòng Hương Nguyên, trên đường tuần tra biên giới về, các anh còn tranh thủ và hướng dẫn cách sử dụng khẩu trang cho bà con đang làm nương. Từ ngày xảy ra dịch bệnh, các chiến sĩ biên phòng tuyên truyền vận động bà con nhân dân tạm dừng các hoạt động thu hải lâm hải sản, không đi thăm thân và đã ngăn chặn kịp thời các trường hợp vượt biên trái phép về địa bàn trong mùa dịch. Do được tuyên truyền và phân tích rõ ràng, bà con ở đây ai cũng chấp hành tốt. Tuy vậy, các chiến sĩ biên phòng chưa một phút lơ là, chủ quan, vẫn thực hiện nghiêm công tác tuần tra kiểm soát. Đối với bà con là trên địa bàn thì đa phần là đồng bào dân tộc thiểu số, do vậy là về nhận thức là cũng còn có những mặt hạn chế. Do vậy là chúng tôi đã kết hợp nhiều cái phương pháp tuyên truyền, vừa thông qua tuyên truyền trên hệ thống loa, đồng thời là trực tiếp đến từng hộ dân để hướng dẫn rồi tuyên truyền cho họ về cái hiểu biết về cái dịch bệnh COVID và các cái bước, những các biện pháp để phòng dịch. Do vậy là cũng đạt được cái hiệu quả trong công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn. Đồn biên phòng Hương Nguyên, huyện A Lưới đang quản lý hơn 20 km đường biên giới, rất khó khăn trong việc tuần tra kiểm soát tại các đường mòn lối mở. Chính vì thế, việc gần dân nắm bắt tâm tư nguyện vọng của dân, xây dựng thể trận lòng dân chính là một yếu tố quan trọng trong phòng chống dịch COVID-19. Đội biên phòng đã tích cực tuyên truyền vận động cho thôn bản chúng tôi về tình hình dịch bệnh COVID-19. Bản thân tôi đã hiểu được về dịch bệnh này, về sự nguy hiểm, về dịch bệnh nguy hiểm cho con người, cho xã hội, rồi là phát hiện người lạ báo ngay cho lực lượng bộ đội biên phòng, và đồng thời là chúng tôi chấp hành tốt cái việc là thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tỉnh Thừa Thiên Huế có hơn 89 km đường biên giới với nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Để kiểm soát ngăn chặn dịch bệnh lây lan từ khu vực biên giới, lực lượng biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế đang ngày đêm bám trụ, kiểm soát chặt chẽ từng đường mòn lối mở. Ban xã rồi hiện tại có thành lập các chốt như chốt liên ngành và chốt biên phòng. Thì ở đây là có rất là thuận lợi cho địa phương, là có đồn biên phòng Hưng Nguyên cùng tham gia với chính quyền địa phương. Tại chốt liên ngành thì cũng phát hiện cũng khá nhiều bà con nhân dân đi làm ăn ở nơi xa đến. Nhưng vấn đề mà chúng tôi phát hiện thì hiện tại tại địa bàn xã Ròn chưa có trường hợp nào. Nhưng mà từ bà con về từ cả cái vùng dịch thì chúng tôi cũng vẫn là báo cáo lên cho cấp trên để kịp thời xử lý, đồng thời là vẫn chấp hành tốt các cái chủ trương cấp trên đã đề ra. Trạm kiểm soát số 1 A Ròn là một trong những điểm chốt ở tuyến biên giới đường bộ mà các chiến sĩ biên phòng trên cả nước vẫn duy trì thường trực, phối hợp với các lực lượng y tế, công an, hải quan, tổ chức kiểm soát người nhập cảnh để phòng ngừa dịch COVID-19 xâm nhập nước ta. Hiện nay về các chốt thì triển khai đảm bảo theo nguyên tắc và cán bộ chiến sĩ là nêu cao trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong những tháng vừa qua chúng tôi phát hiện gần 12 vụ và 35 đối tượng ngoài xâm nhập, kể cả người ngoài địa bàn vào biên giới, từ biên giới trở về, cáo trạng về Lào và xử phạt vi phạm hành chính theo đúng quy định của pháp luật. Trên mặt trận phòng chống dịch COVID-19, dù không tiếng súng nhưng đầy cam go và thử thách, những người lính mang quân hàm xanh luôn thể hiện một tinh thần vì nhân dân hy sinh, vì nhân dân phục vụ, để đổi lấy sự bình yên và an toàn cho nhân dân. Dù luôn phải căng mình chống dịch, nhưng các anh vẫn không quên giúp đỡ bà con vùng biên khám chữa bệnh, tuyên truyền và dựng lại nhà cho nhân dân. Các cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng không chỉ là chỗ dựa vững chắc của đồng bào dân tộc thiểu số mà còn in đậm trong lòng người dân nơi đây về tình quân dân trong mùa dịch, góp phần bảo vệ sự bình yên vùng biên cương của Tổ quốc.
biên phòng toàn dân của Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các đồng chí. Hẹn gặp lại ở chương mục này tháng sau.